Ngày 2 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn thành phố Trà Vinh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại các nơi đến thăm, bà Phạm Thị Hồng Diễm đã trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng 5 mét giả lụa và 1.500.000 đồng. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ và chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư nơi sinh sống. Bà Phạm Thị Hồng Diễm cũng đề nghị các ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn. Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có gần 720 cụ thọ từ 90 tuổi trở lên. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Trà Vinh đã thành lập hai đoàn đi thăm chúc Tết 58 cụ tròn 100 tuổi ở các địa phương trong tỉnh.